D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Hay dữ dội nghe. Trời ơi, ông Năm ơi, cuối cùng tôi học được bảng chữ cái rồi ông Năm ơi. Trời ơi, cuối cùng tao cũng học được mấy cái số rồi. Trời ơi, một tháng trời học được nhiêu đó rồi đó hen. Trời ơi, tiếng Việt chưa rành học tiếng Anh vậy là giỏi lắm rồi. Nhưng mà nói tóm lại, tụi con tự học tiếng Anh vậy là quá giỏi rồi. Bây giờ, trước khi tới cái giờ mà buôn bán á, thì bây giờ mình chuẩn bị trả bài tự dựng cho ông Năm nghe nha. Ông Năm bắt trước nghe. 2, 3. Hello là nói xin chào, goodbye tạm biệt, thanh kiều cảm ơn, vô. Lưng dài tóc ngắn thôn cao, thì đây đêm đó quýt nào que đâu. Only tiếng gọi em yêu, happy vui quá, sách là buồn hiu. Hey. Hết mình là đứng ông chồng. Đánh đi cha bố mâm mi mẹ hiền. Hey. Flower trắng rồi là vàng flower đường ơi. Hey, hey. Cho lê cho bằng flower lúa đường ơi. Hey, hey. Là đôi à đồ rằng. Đó ràng. Flower là đôi à đồ trắng. Flower rồi lại mấy flower. Trời ơi, trời ơi, mình học có mấy câu tiếng Anh đã khó rồi, nhỏ hát nguyên một bài luôn ha. Trời ơi, nguyên một bài tiếng Anh của nó có được một chữ tiếng Anh là flower luôn á. Khổ thì con tên Bông mà, thì con hát chữ flower đủ rồi. Trời ơi, thôi thôi được rồi, mọi người học hành vậy là quá giỏi rồi. Bây giờ mình phải tự học, tự phát triển con người mình lên để làm gì? Để giao tiếp với khách thập phương. Cả cái xóm chợ nổi này mình cùng nhau quyết tâm nghe. Hello là nói xin chào, goodbye tạm biệt, cảm ơn thanh kiều. Chuẩn bị đồ đi bán bà con ơi. Cho tôi nhắn gửi đôi lời nhớ thương. Ai đồ kỷ niệm đây? Ai chẳng đây? Chào tha thiết sương sớm mịt mờ, bình minh ló dạng, nước đục phù sa, sông dài sông rộng, ghe xuồng hơi tấp nập, sông vỗ xô bờ, rằng ai a trao lời mời anh đến mùa, rằng ai a trao lời chờ em ghé thăm. Ai cô ông chậu sớm Quý vị chú ý, tàu của chúng ta đã đến chợ nổi. Và xin giới thiệu với quý vị, đây là một khu vực rất nhỏ của chợ nổi. Yo. Đi cái chợ trên sông, xem cái chợ trên sông. Chợ sông nổ lưng, kêu reo rộn ràng. Xuồng ghe bé nhỏ, chợ nắng mùa vui. Người già con trẻ, người từ nước ngoài tấp nập sông quê mình để xem chờ ở trên khung sông, để đi chờ chờ trên khung sông. Quý vị như chúng ta thấy thì xung quanh ở đây không hề có bất kỳ một loài bảng hiệu nào, là bởi vì tất cả những loài sản vật được buôn bán đều được treo ở trên một cái cây ngay giữa, người ta gọi đó là cây LLB nàng bèo, cây bèo thưa quý vị. Ô kìa, một anh trai đang bán khô. Ô kìa, một cô gái đang bán quà lưu niệm. Ô kìa,
một ông già đang ở vị trí rất nguy hiểm. Bán trái cây. Trái cây ngon bỏ đi. Quýt cái mẹ nổi tiếng ngon ngay nha. Ai ăn rồi giờ mai miền Tây. Ngô ngô ghê, gái miền Tây má hay hay. Với các cô đời bao thế hệ, phù sa ơi đậm tình hương quê. Hoa Long Xuyên đứng dính lòng Trà Vinh, sông quê tôi thắm trong tim đậm tình. Phù sa ơi ngây ngơ bước chân tôi về không nỡ, ở cung trắng đành trên miền đất ngọt an lành. Mua đồ lưu niệm nè chị ơi. Đây 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 đây, em giới thiệu với anh chị nha. Đây, khăn thổ cẩm nhưng mà dệt rất là đặc biệt, rất là hiện đại. Mấy anh chị cứ xem qua đi nha. Dạ. Trời ơi, trời. Nắm 50 ngàn một cái khăn thôi, nắm 10 ngàn một cái khăn thổ cẩm. Quá rẻ cho một cái khăn thổ cẩm phải không chị? Chỉ 50 ngàn thôi chị. Bye. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, sáng sớm nóng muốn chết luôn. Bán khăn thổ cẩm quấn để liệm ta hay chê trời. Trời ơi, cái gì đâu mà sáng sớm 8 giờ sáng mà nó nắng giống như 12 giờ đêm vậy đó. 12 giờ trưa vậy đó trời. Nóng đỡ quá mà. Sáng sớm là mình nên nhậu nhẹt thôi nè. Uống với con ly không? Ê, khách. Trời ơi, chiếc ghe bự dữ bay. Giữ ghe lại. Làm gì vậy? Giữ ghe. Chi vậy? Đừng lật. Lật lè, lật. Trời ơi, tụi bay lo gì, tụi bay neo đậu vô giống ghe của ông Nam mà lỡ, sợ gì đâu mà lật. Quên. Oh my god. Con number four. Chứ mày làm gì thế ghê vậy? Gì number four? Number four là mày, four là bốn, bốn là tư là mày đó. Trời ơi. Bác hả? Bác phai với lại á, mình xích là không biết gì hết trơn trời à. Rồi vậy. Rồi cái chân mày mình đang thù lùi như lò nghe vậy mà nói. Nè, tại tối hôm qua con mày mò con cây ghi làm sao có chữ hello. Nói đây nè, có hello với welcome cho người ta là thấy không? Dạ. Đó. Con lấy cây gì vẽ chân mày của con vẽ lên. Sáng ra không còn cây gì vẽ chân mày nữa. Con lấy lọ nồi nè, con bôi lên. Ê, sao mày không lấy cái lọ nồi mày vẽ ở đây rồi mày lấy cái gì chân mày của mày vẽ lại chân mày mày? Ngu dễ sợ luôn. Bởi vậy á, tao nói cho mày nghe, bởi vì mày vẽ cái mặt này nè, khách vô nhìn mặt mày ai đâu chịu mua, đúng không? Bởi vậy càng ngày càng ế, tao nghĩ là cũng nhờ mày hết á. Bây giờ nè, tụi mình phải nghĩ ra cái gì đó để phát triển lên. Học tiếng Anh thôi không đủ, phải có cái gì nữa thì khách người ta mới tới đây ta co mua. Con nghĩ là mình phải văn nghệ này kia lên, rần rần người ta đi ngang ta mới ghé vô. Vậy thôi mày chơi thử coi. Văn nghệ là sớm này là con số 1 nè. Để con kiếm cái bài, suy nghĩ cái bài hát. Trời ơi, Hà Bá nó lôi ông xuống dưới luôn bây giờ á. Hà Bá ơi, đang cắm sào trên bờ kênh ngã bài. Sao gió Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch tu Hà. Trời ơi. Ơi, thôi. Làm gì mà lấy đâu ông này cắm chân mày bà kia vậy? Thôi, con thấy vậy nè, mọi người hát vậy là không có được. Cái hát là nghề của con. Bây giờ là người ta phải biết kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Để con hát thử cho mọi người nghe nha. Vô. Sao tất cả mình lại trở về với nhau? Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen nhau. Sao tất cả mình lại trở về với nhau? Tựa như chưa bắt đầu, tựa như vừa mới quen nhau. Sao tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi. Hay quá, hay quá. Gặp gỡ đây lại là gặp gỡ sau cùng. Dạ thưa, thêm xin một lời tạ từ. Thằng ông nội này
tối ngày sáng sỉnh chiều say, hát cái gì đâu mà bậy bạ, hát phải đúng tuồng đúng tích đàng hoàng nghe chưa. Đúng tuồng đúng tích phải không? Ừ. Rồi để con hát cái này cho. Quê con hát cho nghe. Ừ, hát đi. 2, 3. Người dân quê tôi sống chăng đã bao lần dầm mưa giăng thang, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mang con đời con. Bong 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 bong. Đi anh lát lên trước. Ừ. Rồi. Sao? Hơi mới cân bằng rồi nè. Sorry, I'm so sorry. Are you okay? Chị Kiều hả? Không. Là người nước ngoài biết nói tiếng Việt. Nói được nhiều tiếng Việt không? Chú thôi. Chú hả? Chị ơi, đây là cái gì? Ở đây là bún nước lèo. Không hiểu hả? Bún noodle. Nước quá trời. Lèo. Noodle quá trời lèo. Em ơi, đây. Sắp bằng khăn. Souvenir. Quà lưu niệm. Rai. Cá hồ. Em mang sẵn rồi, em không ăn em được. Chị ăn sáng rồi thì qua đây. Mình đi tới đây rồi là mình phải mua quà lưu niệm gì cho con, cho cháu nó mừng không? Đây, em giới thiệu với chị. Khăn vệt thổ cẩm, một tay em làm hết đó chị. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chị có 50 ngàn thôi. 50 ngàn? 50 ngàn. Làm cực rồi bạn 50 ngàn thôi. Dạ. Thôi đừng bạn, để danh sai đi. Chị, cái đó rẻ lắm không? Không? Đây, khô cá lóc thượng hạng, châu đốc đàng hoàng. Chị về ha, chị lấy con khô này chị nướng lên, xong chị xé nhỏ, xé nhuyễn cho chị bào xòi. Chị bỏ vô, chị trộn ra món xòi lắc đó chị. Vậy. Xòi lắc khô. Anh cậu bạn sai không? Ê, xòi. Qua đây, bên này bán xòi, đây, xòi. Bán xòi hả? Qua đây chú Năm có bán xòi, xòi ngon lắm. Nguyên sai, cần xé. Sai chủ bạn phải không? Xòi. Mấy một chút? 15 ngàn một chút. Mày tiên ký. Một ký 20 ngàn. Còn thí dụ muốn mua nhiều hơn á thì mua nguyên cần xé đi. 10 ký là 200 ngàn. Đó, mua nó đi. Mà rắn mắt rồi chủ. Không có mắt đâu. Tại dạo này cái nước này nè, nọ nè, không khí thì xong nó nóng quá, xong nước nhiễm phèn rồi. Hạn hán chị ơi, hạn hán mất mùa trái cây lên giá. Dạ. Chủ đời có tì xịu nha. Chủ cà khố chủ bao nhiêu một ký? Dạ, 300 ngàn ký cô. Đứng ở thầy cá đồng đàng hoàng luôn. Chủ
đừng có thấy tụi con dân du lịch mà chặt chém nha. Không, không có chặt chém con, tại bây giờ cái gì nó cũng lên giá, hạn hán mất mùa. Bởi vì cái này là lấy giá vốn rồi đó. Rồi thôi, chú lại cho con một kỹ. Mua hả? Mua thiệt hả? Rồi để lấy sẵn cho nè. Đây. Nè, con đếm lại đi, là 1kg 10 con này đó. Đầy đủ luôn. Rồi, 300 ngàn. Trời ơi, cảm ơn con nha, trời ơi. Ê, nó mua khô rồi mình phải khuyến mãi. Nghe đơn ca tài tử không con? Đúng rồi. Đơn ca tài tử. Đó luôn hả chủ? Rồi, qua đây. Chủ ơi, tao khỏi mua xoài nha. Ê, con ngồi đây đi. Rồi nhỏ kia nó ca cho con nghe. Dạ. Ca đi chị. Ca con. Dạ. Về phương Nam lắng nghe. Alo. Mà gọi. Hạt tiếp đi. Dạ. Rồi. Thổn thức dặm dưới trăng mơ màng. Chợt như con sâu bay. Bay đi mô. Em, ba đi đâu em đâu biết chị. Ba ơi, hẳn biệt ma ơi. Cái gì vậy đang nói? Mía nổi lắm tao liều mía. Ma có tội nói rồi ma ơi. Cháu có nổi rồi ma là có như cái trù đi thằng vui mà chơi thằng hơi động ma. Trời ơi, sao mày gì mà bất cẩn vậy con? Mà em gọi điện thoại cho em vui quá. Ô, út lấy cái thằng tao cho nó. Rồi, cái điện thoại mày đâu rồi? Ở điện thoại em trên nước rồi. Bỏ đi chị. Cái điện thoại em thằng hứ rồi. Không sao đâu, của đi thay người. Dạ, nhưng mà ngươi em thằng ngứa. Ủa sao mới té dưới cái ngứa rồi? Nước hằng măng như nước biển đó tê. Thằng ngứa. Đúng rồi, hạn hán quá. Cái nước nó xâm lấn vô đây, giờ nó mặn á. Thầy kia dân ta mất mùa lắm chị ơi. Bây giờ ông Năm nghĩ con vậy nè. Con bây giờ con đi kêu ghe về, con về khách sạn con thay đồ thay đạt đi, chứ để đây cảm lạnh rồi ngứa này con chết á. Lấy khăn lau đi chị. Đúng rồi, lấy khăn lau đi. Lấy khăn lau đi. Không thôi là đỡ ướt bây giờ. Thì khăn này còn tình tiên không? Thôi cho chị luôn tặng luôn. Khăn lau cho khốn á chứ. Nắng là dễ cảm. Đi về đi kêu ghe ơi. Ghe về. Cẩn thận nha chị. Về mạnh giỏi nha. Vậy giỡn chị lên. Bước lên. Con ghẻ. Muốn giới thiệu bạn bè tới đây chơi nha chị. Dạ. Về trời ơi. Rồi đi được đây, rồi về đây. Bye bye. See you, no gặp lại. Dạ. See you again. See you. Dạ. Ê, mày quên con bạn mày. No, em ở lại chơi. Ở lại đây chơi. Trời đất ơi, thôi lên đây chơi. Lát về phải không? Rồi đi qua đây. Cái gì? Bước vào. 1, 2, 3. Số cũng trăng con ơi. Ngồi xuống đây ăn trái cây. Ngồi xuống ăn trái cây. Em bé nhỏ. Ở đây mà em muốn hiểu về miền Tây là em phải uống rượu đế. Trời đất ơi. Ngồi xuống đây nè. Uống với anh ly rượu đế với em. Trời ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cha nổi nè. Không có được. Đừng. Cái này hại. Miếng thôi. Đừng. Con ơi đừng coi. Chết rồi. Chết nó rồi. Chết nó rồi. Oh my god. Oh very good. Oh ngon quá. Trời ơi, nó biết ngon luôn, trời ơi, uống nữa còn uống nữa. Ôi. Trời đất ơi, vụ nít người ta uống người này nọ. Thôi, mà ngon hả? Trời ơi, không sao. Uống vậy là được rồi, ngon rồi. Uống rượu á, giữa cái sông nước mênh mông này phải nghe thêm đờn ca tài tử nữa chứ. Đúng rồi. Nhỏ này ngồi xuống ca coi. Bây giờ mày ca một bài á, cho du khách ta nghe coi. Đâu rồi? Đây. Đây. Dạ cổ Hoài Lan. Dạ cổ Hoài Lan nha. Rồi, ok. Lẹ. Từ là từ phố tô bao kim chắc phong lên đà vào xa lốn trong đình chàng ngắm mở thanh mơ màng em luôn trong đình chàng ôi gan chàng quặng đau y. Sao mà thấy cưng dữ vậy nè. Trời ơi sao mày hát tiếng Việt hay mà ngọt ngào vậy hả con? Dạ con yêu Việt Nam nên con học tiếng Việt.
À, yêu Việt Nam học tiếng Việt. Thôi mà vậy nè nè, tao cũng học tiếng Anh nè. Nguyên cái làng học tiếng Anh luôn mà nói chuyện với người nước ngoài tao muốn học máu luôn con. Đấm tao thiệt. Thôi bây giờ nói nghe, ở đây chơi đi rồi trời ơi thấy cưng á. Ê nói nghe bà con, tôi ước chuyện nhỏ này là con gái tôi thiệt luôn á. Nói nghe, giờ này trời ơi mặt mày vậy tao đóng cái chuồng tao nuôi mày nha. Cưng dễ sợ luôn á. Tía ơi con về rồi tía ơi. Tía ơi. Thằng Hải. Ê thằng Giang, Giang, Giang về. Thằng Giang ơi. Giang. Ô anh Giang hả? Dạ. Em nghe nói trên đất liền á nhiều công chuyện lắm mà sao không cứ xuống đây chơi hoài vậy? Dạ thì em cũng nhà của em thì em về thăm nhà có gì đâu chị. Ừ thì chị cũng đâu có nói cái gì đâu. Dạ. Giang, Giang xuống nhậu với tao Giang. Trời anh ba anh bớt nhậu đi, bây giờ nhậu nhiều quá có chừng bị bệnh gan đó. Ngày xưa ở đây mày không biết bệnh gan, giờ lên Sài Gòn biết bệnh gan luôn bay. Ê mà khoan xí. Vậy. Làm gì nó nhỏ lắm, nhà nó nấp đông nấp mà nấp ngay người ông Năm. Dạ. Ủa sao tự nhiên mày nấp vậy? Ủa sao nấp gì vậy? Adele. Hả? Adele. Cái gì? Nói lại. Adele. Honey. Tụi bay biết nhau. Người yêu con. Oh my god. Trời ơi, sao được vậy, hay vậy? Hả? Không nói nè. Bây giờ xây cái chuồng là vừa đó. Con này mày láng giang mày. Đúng như ông muốn mà. Tại sao mà vậy là sao? Dạ, đợi con chút xíu. Sao trùng hợp vậy? Dạ, đợi con chút xíu. Em á, tự nhiên em về nhà của anh mà tự nhiên cái không có nói cho anh biết tí nào hết trơn vậy? Anh lo muốn chết à? Rồi, em muốn đi khám phá, vui lắm. Rồi bây giờ có đau bụng không? Có ăn cái gì chưa? Em mới ăn. Trời ơi, đừng có lo nữa, cái nồi nước lèo của tôi rồi. Trời ơi, một nồi mới đủ. Một nồi ăn mới đủ đó. Anh ơi. Anh giỡn. Trời ơi, kinh quá. À quên á, anh giới thiệu Tía Anh. Ồ, Tía là cái gì? À, Tía là mommy. Trời ơi. Vậy? He's my father. Daddy. Oh, Daddy, yeah. I know. Làm headphone. Ủa là sao? Em có cái hình của anh với Tía đây nè. Ủa cái gì? Ủa? Sao hình của Tía con mình ở trên này vậy con? Trên Facebook đó. À. Nhờ mà anh check in cái lần trước về em mò ra được chỗ này nè. À trời ơi, cưng mà nãy giờ em với Tía với mọi người ngồi nhậu hết rồi. Nhậu luôn. Nhậu. Nhậu này uống giỏi. Dạ. Ờ em cảm ơn anh ba. À bé Bông. Dạ. Nghe nè. Bây giờ con tên Flower rồi chứ. Ok Flower. Rồi ok Flower. Rồi nghe nè. À, dẫn Adele lên lên bờ á rồi thêm tham quan giùm anh nha. À dạ ok. À okay. Chị Adele, à đi lên em xây chuồng cho chị. À, trời ơi có phúc quá ông bà ơi. Về thăm hang. Về thăm. Con chuẩn bị xong hết rồi. À vậy đi lên bờ ở với con nha. Dậm cái gì? Dân lãng giang dần. Để con tơ mày bán cho nó chen tô bún đi. Trời bán là bán cái ghe này nè Tía. Cái gì vậy? Thôi. Cái già lãng giang này. Rung quá đàn nó loạn nhịp. Ủa Tía. Rồi tự nhiên sao Tía treo trái cây lên cái bẹo này chi vậy? Sao Tía không treo lá dừa lên? Tía không treo lá dừa lên rồi ai biết là mình bán ghe? Thì bây giờ ông không có bán ghe nữa mới treo trái cây lên. Chừng nào mà ông bán ghe này thì ông treo cái lá dừa lên. Bây giờ ông tháo cái lá dừa xuống nghĩa là ông không còn bán ghe nữa. Ông treo trái cây nghĩa là bây giờ ông bán trái cây. Ôi! Em này. Ôi! Hai cái người này. Thôi đủ rồi. Lao. Ôi mẹ già. Bộ Tía bây giờ Tía không thấy cái gì hết hả Tía? Tía không thấy cái gì hả Tía? Cái dòng sông này nè càng ngày càng mặn, khí hậu thì càng ngày càng nóng lên nữa. Tía ơi, Tía mà ở đây hoài á, riết Tía bị bệnh hồi nào Tía không hay đó Tía. Mà con ở trên bờ thì làm sao có thể chăm sóc Tía được. Trời ơi, anh Giang ơi, em nói nghe nè. Làm như đó giờ không sống ở dưới đây vậy. Mà ở đây biết bao nhiêu người rồi, chắc người ta chết hết rồi quá à. Đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ khác, hồi xưa khác. Mà giờ á,
mọi người không có lo cho mọi người thì mọi người cũng phải lo cho con cháu mọi người chứ. Không lẽ mọi người muốn con cháu mọi người là sống lên đời sống tròn nổi không khổ cực gì hoài sao? Khổ đâu mà khổ. Có khổ thiệt nhưng mà vui. Vui, trời ơi vui lắm thiệt. Sáng nào ha, tụi tôi ha cũng bu lại cái thuyền của ông Năm nè. Neo thuyền vô đó đó. Rồi nguyên cái xuồng bự nó băng qua cái đâu có thuyền nào bị lật đâu. Đúng chứ rồi. Đúng nãy rồi. Giờ ở đây đâu ai nói khổ không gì đâu. Dạy tiếng Anh nữa. Ở đây tương ai. Nhưng mà tiếng em già rồi. Mọi người hiểu cho tiếng của em chứ. Trời ơi, cũng may. Cũng may ông Năm vừa kịp luôn. Trời ơi. Trời ơi, cái ghe khốn nạn. Mày đi luôn đi mày, đừng quay trở lại đây nữa. Mấy nghe là vui quá à. Nước lèo giờ hoài với nước sông luôn rồi. Lâu lâu có chậm thì vui á. Vui ừ. Ê, trời ơi. Mấy anh cô nó rớt xuống dưới nó rã đông rồi. Bây giờ nó bơi vòng vòng như phóng sinh luôn. Làm phước kệ đi. Ông giờ nè. Giải giống nó ướt hết trơn rồi nè. Về phơi mai bán nè. Ê tư. Phong dính mỡ heo bạn không nè tư. Ê. Dọn đi chịu rồi. Dọn. Em dọn dẹp rồi ngày mai mình đi bán tiếp. Vàng ơi. Cả cuộc đời của tía sống lên đên trên cái dòng sông này. Cái tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời tía là giúp đỡ cho mọi người phát triển cái chỗ này lên, giữ gìn cái xóm chợ nổi này. Bây giờ con kêu tía đi lên đất liền ở, giống như là mày lấy con cá mà mày thảy lên trên bờ vậy. Anh ơi, em thấy là tía ở đây tía vui lắm. Anh phải hiểu cho tía chứ. Có nhiều du khách ghé qua đây hỏi tôi á, sao cứ sống lên đênh vậy hoài, khổ không? Khổ chứ, cực chứ. Nhưng mà không có mấy cái kiếp sống lên đênh như vậy thì làm sao có cái chợ nổi mà người ta tham quan chứ. Tôi sinh ra và lớn lên ở trên cái sông nước này. Ông bà tổ tiên tôi cũng ở trên sông nước này. Trách nhiệm của tôi là phải gìn giữ nó. Từ khi con đẻ ra là con đã nghe rau rồi. Rau hò, rau lý. Giờ mà con không nghe nữa chắc con không sống nổi. Ở đây lạ lắm. Có thể mở rộng vòng tay ra rồi đón hết tất cả mọi người. Cho dù người ta có ở đâu đi chăng nữa thì nơi này cũng coi người ta như người nhà vậy đó. Tôi cũng vậy á. Tôi ở lại ở đây là vì tôi thích.
Đúng rồi, tôi cũng thích nữa. Tưởng đâu lãng giang nhất rồi. I like it. I like it. Bấm lại, bấm lại. Tí ơi, con... con xin lỗi tí. Mọi người cho em xin lỗi. Gáo trắng như chồng, Đi anh lo cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mận nồng, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống và Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Đi về xa đến hay là về An Giang của ABC. Và đã vừa đã thấy được những giọt nước mắt rất là cảm động đến từ ban giám khảo. Xin mời quý thầy cô ạ. Tôi quá hưng phấn. Tôi phải chắc chắn một điều là chương trình này mà phát ra rồi đó thì người ta sẽ biết Chợ Nổi, những người đã biết rồi sẽ thích hơn nữa, và những người chưa biết sẽ đi tìm Chợ Nổi, và người dân ở Chợ Nổi sẽ vô cùng ủng hộ Buffalo. Vì các bạn tả Chợ Nổi một cách rất sinh động, rất dễ thương, rất miền Tây, và các bạn không hề gồng. Càng về sau các bạn làm quá xuất sắc. Tôi nói thiệt là gần đây có một số người cho là quý vị ngồi ghế nóng á, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Ban giám khảo phải khóc cười mới ăn tiền được. Không có. Tôi vì cái câu đó mà tôi gồng, tôi ráng tôi gồng, nhưng mà cuối cùng không nổi. Tự nước mắt tôi nó rớt ra. Còn bây giờ ai muốn phê bình tôi thì tùy. Nhưng đó là cảm xúc tôi dành cho các bạn ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay là bạn Yến. Bạn rất duyên dáng. Cái bạn mà mập mập hôm nay, tôi không ngờ là bạn duyên dáng như vậy. Bạn nói rất mộc mạc nhưng mà rất dễ thương. Nhờ các bạn mà mọi người hiểu là tại sao Chợ Nổi vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Vì sao? Vì đó là cái nét văn hóa của đất nước mình. Họ có thể cực khổ lên đên như vậy, nhưng mà nếu mà họ sợ cái cực khổ đó thì không còn Chợ Nổi nữa. Đó là cái mà các bạn làm rất là ý nghĩa. Các bạn tả rất nhẹ nhàng và rất thành công. Buffalo lại một lần nữa lấy tròn số điểm của tôi đêm nay. Xin cảm ơn giám khảo Minh Nhí rất nhiều với lời nhận xét rất chân thành. Một cái câu chuyện rất rất là dễ thương, mà nó là một cái chuyện thường ngày của những người ở Chợ Nổi. Chúng ta đang nói về đề tài du lịch, và các bạn cũng không có khẩu hiệu, không có đao to, không có búa lớn gì trong cái chuyện này. Nhưng mà chúng tôi yêu quá chừng luôn cái đất nước Việt Nam này, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ. Khi thấy những con người cũng muốn hội nhập, cũng muốn học tiếng Anh. Hello là nói xin chào, goodbye tạm biệt, thanh kiều cảm ơn vô. Lông dài sót ngắn thôn cao, nơi đây đê đó quýt nào que đâu. Và các bạn vẫn giữ cái chân chất đó. Và hồi nãy tôi nói thiệt, cái cảnh mà lúc mà Giang với lại Cha mà tranh luận với nhau là đi hay ở, và sau đó có một cái tàu lớn làm cho những cái tàu nhỏ bung ra, tôi nhói tim. Tôi biết là các bạn đang diễn, nhưng mà hằng ngày ở Chợ Nổi, đồng bào mình, bà con mình cũng bị vậy đó. Thành ra là các bạn ơi, yêu lắm. Người ta nói là sân khấu là cái nơi sẽ truyền thông điệp tới cuộc sống một cách tích cực nhất và hữu hiệu nhất. Thì tôi nói hôm nay là Buffalo, các giáo quảng bá du lịch một cách tuyệt vời cho miền Tây Nam Bộ.
Xin cảm ơn cô Kim Xuân rất nhiều. Tôi nể phục cái tinh thần của Buffalo. Các bạn có một cái ý chí, các bạn có niềm tin và các bạn yêu nghề khủng khiếp. Tôi bái phục các bạn. Cái sức mạnh của các bạn vô biên. Các bạn đã có một cuộc chơi nghệ thuật hết sức là đẹp, đẹp vô cùng đẹp luôn. Các bạn đã đem đến một cái tiểu phẩm đầy lòng tự hào dân tộc. Các bạn đã diễn hài mà dưới này chúng tôi khóc. Các bạn khóc thì chúng tôi lại cười. Các bạn diễn ngưng lặng rất giỏi, giỏi vô cùng. Tôi không hề bất ngờ là cái 1-2 phút đầu là các bạn giao đãi từ từ. Tôi biết đây là cái cách chơi của Buffalo. Ông già diễn rất giỏi, ngồi im không nói một câu nào hết. Ở đây các bạn tạo một cái tình huống ngược lại, tạo một cái không khí ngược lại, vui, diễn ngược. Nhưng nước mắt tôi vẫn rơi, bởi vì tôi cảm được cái tình, tôi cảm được cái đau đớn của cái người phải rời bỏ cái kỷ niệm, cái sống của mình, cái yêu của mình mà ra đi. Các bạn đã cho chúng tôi nhìn thấy được hết, hết cái tấm lòng của các bạn, hết cái sự yêu thương của các bạn đối với cái nghề của mình, đối với cái trách nhiệm của một người công dân Việt Nam. Tôi nói hơi quá, nhưng phải cho tôi nói, đó là suy nghĩ thật của tôi. Xin cảm ơn cô Thanh Thủy rất nhiều. Các bạn đã giới thiệu với khán giả, tất cả mọi người, nhạc kịch Việt Nam các bạn làm được và làm rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay là một cái đoàn tàu ở trên chợ nổi Buffalo số 1. Rõ ràng là Buffalo đã tiến bộ hơn rất nhiều và phong cách lối diễn của họ rất phong phú, đa dạng, ngay cả trong thời gian mà ban bình luận đang ăn vụng nữa. Giờ hay quá, nói trừ gì gia nữa bảo giờ thôi. Không còn gì để nói nữa, hay tôi quá rồi, hay quá rồi. Hay quá là hơn rõ ràng là người đàn ông có gia đình, người ta nghiêm túc không? Tôi không có ăn bởi vì cái trái của tôi nó chưa có chín. Cảm giác của chị là chị đang được đọc một cái câu chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm nhưng đầy tính nhân văn. Một ông già trên một chiếc thuyền cũ kỹ đó lại là điểm tựa cho tất cả những người trẻ xung quanh. Trong cuộc sống này đôi khi chúng ta quên là chúng ta còn những điểm tựa khác, là những người thầy, người cô, người anh, người chị, người cha mẹ chúng ta, mà đôi khi chúng ta quên. Một cái hình ảnh thực sự là em dẫn lên sân khấu này rất hay. Chị không nghĩ là Duy làm được. Mỗi nhân vật đứng trên sân khấu này, mỗi bạn đều làm hết mình, làm tròn vai. Và một điều nữa, kịch bản này cho chị một cảm xúc duy nhất là quá nhân văn. Và cái câu slogan của bà Thư dành cho cái tiểu phẩm này: cực đã. Cảm ơn Nam Thư rất nhiều. Rồi bây giờ không ngồi dưới đây được nữa, mình lên đây chung vui. Rồi lên mũi tàu đi. Dạ. Ô trời ơi, trong tránh quá. À rồi. Đó. Dạ em không nói nhiều trơn á, em có một câu hò em tặng mấy anh chị thôi. Trời ơi. Trời ơi. Tại vì em là người miền Tây mà, đúng không? Hôm nay là hò. Mấy anh chị làm cái hình ảnh này em nhớ cái quê em vô cùng, đó có Long Xuyên nữa thấy không? Hò. Ai đang xem Tiếu Lâm cười xuyên Việt, coi Buffalo cười tét đúng nghe chưa? Khóc cười có đủ ở đây nên em rất quý họ. Nên em rất quý mấy anh chị đó nha. Rồi nói chung là bữa nay là Buffalo giỏi, Lập thương. Dạ đúng thương không? Giỏi em thương. Dạ rồi, cảm ơn mình Lập rất nhiều. À, hồi nãy giờ mọi người cũng khen rất nhiều rồi. Gì tôi, nghiêm túc vậy? Tôi xin phép được nói cái suy nghĩ của tôi. Nhiều khi nó không có được lòng người khác. Tôi không hiểu các bạn nghĩ sao mà các bạn đưa cho tôi cái trái này. Mà vô gặp giờ đưa trái cầu với trái thơm, tự nhiên cầu cho tôi thơm. Tôi đi làm tôi có sức dầu thơm mà. Chung là ơi con, ở bên này là cô Thanh Thủy là cũng cầu thơm và có trái lòng, có lòng thành lòng. Cầu thơm lắm. Nói cho vui cho nó khác mọi người đi chút xíu thôi. Chứ thật ra là hôm nay là lần đầu tiên Gia Bảo ngồi đây xem các bạn diễn. Cái thứ nhất là khen các bạn về đạo cụ, cảnh trí, phục trang rất là chỉnh chu đến từng chi tiết. Ngay cả cái cô nước ngoài cô ngồi cô ăn, cô có gấp bún lên cô ăn thiệt.
tất cả các bài nhạc lòng vô rất là sớm. Người ta hay nói là bây giờ mọi người cũng lên án cái vấn đề mà lấy cải lương ra đi đùa giỡn rất nhiều. Thì ở đây các bạn cũng lấy cải lương ra hát, nhưng mà các bạn hát rất là đàng hoàng, dễ thương. Dù cái anh kia anh có hát Hà Bá ơi gì đó, nhưng mà bù lại có gỡ lại là hát là phải hát cho đàng hoàng, đúng tuồng đúng tích, chứ không có đi hát tầm bậy tầm bạ, người ta hiểu lầm về cải lương. Cái đó là cái mà mình rất là thích. Thật sự mà nói, tôi nghĩ là hôm nay tất cả những người dân miền Tây rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn nhiều lắm. Trước khi chào tạm biệt, xin cho nhóm Buffalo gửi lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ, đã đồng hành Buffalo trong suốt thời gian chặng đường vừa qua. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho nhóm để nhóm có được một tinh thần thật là tốt để có thể đi tiếp. Và xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cả ban giám khảo, ban bình luận ạ.